Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là La Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Yu-Gi-Oh! Power Up tiếp. Thì các bạn hỏi mình là cái link tải game này ở đâu, thì mình về cơ bản thì mình đã hướng dẫn cái tải Yu-Gi-Oh! Power Up Chaos này ở tập 4 phần new game rồi. Cho nên đó là bạn nào muốn hỏi cách tải thì mình sẽ thì mình các bạn vui lòng coi lại cái video đó ha. Trong tương lai thì có lẽ là mình sẽ phải tải thêm một vài phiên bản nữa, thì lúc đó mình sẽ chỉ lại sau. Tại vì hôm qua mình mới coi thử thì hình như là ở trong này là ông bạn mình là ổng có chơi cái phần Sway World hoặc là cả một số cái phần mà hình như là mình chưa có tải ở đây hay sao á. Thì để mình nghiên cứu, mình coi thử coi rồi sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn tải một lần nữa. Còn bây giờ thì mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Thì hôm nay mà các bạn tiếp tục đến với bốn ván bài ở phần Bakura The Dark Spirit này nha. Rồi vô nào, không biết là ông bạn của mình sẽ có những ván bài như thế nào đây. Mình thì thật ra bữa nay mình cũng chưa tính làm thêm tập nữa đâu, nhưng mà mình nghĩ là cái video Power Up Chaos này thì được thu hút khá nhiều bạn xem. Với lại ông bạn mình mà bây giờ hôm qua ổng gửi cho mình, ổng còn hối mình làm liền, mà bữa nay mình không làm tiếp thì mình sợ ổng giận nữa, lại mất mấy tháng không chịu nói chuyện với mình nữa thì cũng buồn các bạn ạ. Thì thôi, nói chung là chúng ta đôi khi chúng ta cũng không có cái gì mà chúng ta phải khiến cho người khác cảm thấy không vui cả. Thì nói chung là nếu mà bạn ấy xem trọng cái việc này thì thôi cũng không sao. Tại với mình thì mỗi ngày một tập Yu-Gi-Oh cũng được. Mình sẵn sàng mình ngưng chơi bên mình để mình làm video hợp tác với bạn ấy cũng được, không sao cả. Hồi nãy thì mình cũng vừa mới thấy là video của bạn Yu-Gi-Oh! Duelist bạn ấy mới up lên rồi. Thì mong là các bạn cũng sẽ ủng hộ bạn ấy với các bạn ủng hộ mình ha. Thì giống như hôm qua mình lại tập hợp tác mình có nói đó, thì tổng còn có 4 ván, thì một ván up lên kênh của bạn ấy, còn 3 ván thì up lên kênh của mình. Nói như là mình vừa vô mình nhìn thấy bài của bạn ấy trong ván này, thì ông bạn Okada Hanabira của mình nè, thì có thể nói là bạn ấy chuẩn bị cũng khá là kinh khủng đó các bạn. Tại mình thấy có lá Big Bang Shot đây là ngon rồi. Nó vừa tăng đam mà nó vừa có khả năng đánh xuyên giáp nữa thì mệt rồi. Vấn đề ở đây là chúng ta đang bị khóa bởi cái lá Tam Nga Từ Tiết thôi. Rồi để coi diễn biến sắp tới như thế nào. Chà, Bakura giá này có một ít quá thì sao, hoặc cũng có thể do đây là bộ bài triệu hồi Zoroth hay cái gì đó cho nên là nó mới ít giống vậy. Bạn ấy không hề dở cái lá chuyển hướng tấn công lên là mình thấy là cũng còn phải xem lại nha. Có bạn thì nói với mình là cái lá này là một lá bài mạnh cho nên nó bị cấm, với nó bản thân nó không phải là mod lại từ lá Hane. Rồi thì cảm ơn một bạn đã cho mình biết cái điều đó, tại vì thật sự là mình không có hiểu biết về những cái lá bài mới, cho nên nó là cái bản này thì nó mod được khá nhiều lá bài mới vô trong cái bản Yu-Gi-Oh! Power Up Chaos cũ này, cho nên nó là nếu mà đã có những lá bài mới ở đây mà mình chưa biết thì mong là các bạn sẽ chỉ cho mình ha. Tại vì về cơ bản thì cũng chỉ có những lá bài nào mà mình đã từng chơi với máy mà nói nó dùng á thì mình mới biết cách dùng thôi, chứ còn ví dụ như trong trường hợp này thì mình cũng chịu. Mình thì cứ nghĩ là nó mod lại từ con Hane từ quái thành tráp thôi, nhưng mà không ngờ là nó là một cái lá bài chính thức luôn thì tuyệt vời quá rồi. Bản gốc thì nó có 771 lá thôi. Mấy cái bản mod này thì bản nào cũng có hơn 1100 lá, cho nên là đa phần những cái lá bài mới mà chúng ta thấy lạ lại đa phần là mod. Một là nó mod lại từ những lá bài cũ, hai là nó tự tạo mới thêm, cho nên là đụng những lá bài đó thì đôi khi mình nhiều khi chả biết nó là lá nào nữa. Giá này thì có lẽ đúng là một giá mở màn, tại vì nó khá là nhẹ nhàng các bạn, chúng ta thắng tương đối dễ nhờ có bài mạnh. Giá này thì vẻ như là nó chưa thật sự hấp dẫn lắm, nhưng mà mình mong là những ván bài những sau thì nó có vẻ hấp dẫn hơn. Dẫu sao thì một tập 4 ván không thôi mình cũng thấy được rồi, tại cũng tránh dài quá. Tất nhiên là đôi khi một số tập nó sẽ bị hơi ngắn, cho 4 ván thì nhiều khi cái ván bấu nó ngắn thì chúng ta cũng không kéo dài ra được nha các bạn. Tại cái số tập ở đây đã được hoạch định trước để làm video rồi, cho nên là mình cũng không thể nào mà thay đổi được. Tại nếu không thì tự nhiên tập 5 ván, tập 3 ván thì nó cũng kỳ các bạn, đúng không? Nó 4-4 hết đi cho nó đẹp. Tính mình thì mình thích cái gì nó chẳng hơn, hoặc là nó phải đều nhau. Lẻ cũng được nhưng mà lẻ phải đều, ví dụ 5-5, chứ đừng để 6-4 thì nó cũng kỳ, mặc dù nó cũng ra số chẵn. Rồi xong. Bạn mình thì ổng cầm thêm mấy lá này, nó vô là ổng không, hình như ổng không có chơi cấm bài hay sao ấy. À không có chứ gì.
Nhưng mà hình như bản này thì nó không cấm cái lá Monster Reborn thì phải, tại bản gốc thì hình như nó cấm lá Monster Reborn. Rồi cũng không ngạc nhiên tại không ai ngu gì mà đi bỏ con Monster Reborn cả, ai cũng muốn lấy cái lá đó hơn. Cái con kia cũng hồi tráp mà mình cũng có xài tráp mấy đâu, đúng là mình chưa có nhiều lá tráp ở dưới kia đâu, chẳng cần phải để xuống. Rồi ok, tạm thời cả hai bên đều chưa bắn được hết, cái lượt này cái lồng nó mới tan cho nên là bây giờ mới bắn tiếp được. Rồi để coi ông bạn mình chơi chiêu gì. Chơi liều gì ông hai? À ổng tính dốc toàn lực tấn công luôn, thì ra là vậy. Nó biết ngay mà, dễ gì ăn. À không phải, nó quăng con này vô. Rồi thôi cũng được, vậy cũng đỡ. Thật ra thì có thêm con rùa cũng chả kéo hết máu của đối phương nổi. Như là mình biết bản này khá là hay cho nên là một số bạn vừa xem thôi là muốn sinh linh rồi cũng phải thôi. Giá này xem ra cũng có chút nội dung thú vị đấy, nhưng mà chấm là được 6 trên 10 thôi, chưa thấy có gì hấp dẫn lắm. Mấy ván bài hôm qua đa phần đều mình chấm 8 trên 10 hết. Ván này thì hai ván vừa rồi, ván trước với ván này mình cảm giác là nó hơi nhạt. Cái lá tráp kia không làm được gì thì có vẻ như là ván này cũng không có gì để xem rồi. Tỉnh chúng ta thắng có phần hơi dễ các bạn. Chưa được đi được bao nhiêu lá bài thì chúng ta đã thắng rồi. Cầm bố mấy lá mà tới lá thứ mới tới lá thứ 34 thì mình đã ăn rồi, còn cái gì nữa đâu nói. Rồi để xem nào. 07. À hy vọng ván thứ 3 sẽ cho chúng ta được một ván bài nó thực sự hấp dẫn nha, chứ nãy giờ là hai ván kia là nó hơi nhạt rồi đấy. Rồi mình để ý là ba hồi ông mốt nó dùng cái lá bài này nha, chứ không phải là lá bài gốc, thành ra hai cái con yêu tinh này nó mặc hơi tương đối hở hang tí. Wow, vừa vô dính huyết hoa của phong bạo rồi đó. Đó đây mới là đúng là dáng bài mình thích nè, đó phải vậy đó, nó chơi hết mình luôn. Rồi lưu ý các bạn là bên bản ông mốt này thì con này dù là nó ngửa lên thì nó úp xuống thì đều có giá trị nha, chỉ còn là nó bị quăng, nó bị giết sau đó nó quăng xuống mộ là đúng là nó kiểu là nó bị giết Detroit by Butter á, chứ không phải là kiểu ném xuống mộ nha, thì nó có thể hủy diệt một con. Đó vô phải vậy rồi cho nó cho con chim mình đi luôn quá, biết ngay mà, đúng hình như con đó là con ưng sư thì phải, hay còn gọi là con sư tử đột chim á. Rồi ok, giờ chúng ta đang dùng thổ chuyển sinh để gọi hai con eo này lên. Đó, xì ô phải xì bom phép vậy người ta mới nãy. Rồi ok, 3.500 máu. Cũng ghê. Trường hợp này thì đúng là không nên để mất nhưng mà cũng thấy hơi phí. Rồi, chơi. Rồi lại đi một con nữa. Không sao, con này thì nó sống nhờ hồi sinh mình cũng không tiếc lắm. Rồi ok, giờ hai bên bằng máu nhau rồi. Giờ cơ bản là lượng bài của hai bên cũng khá ít, tại nãy ảnh quăng cái bình xuống rồi. Giá này nếu mà có tiếp tục nhanh thì cũng không sao. Cái sân này tạo hình cho vui thôi chứ nó cũng chỉ là cái sân bóng tối thôi các bạn ạ. Nó không phải là sân riêng dành cho cái bên mấy con gì của Titan đó rồi. À mấy con cắt mộ nghe shipper rồi ấy. À sao mình thắng. Ồ, oh, lá thứ 35 à. Dạ không, mà giá này nhanh nhưng mà đáng coi các bạn. So với hai giá này, giá này hay. Ok, ván cuối nào, hy vọng ván cuối sẽ là một ván đấu mà nó tương đối nó dài, nó dằn con tí, chứ nãy giờ thì hai ván tầm trung, một ván thì hay nhưng mà ngắn. Hy vọng ván này vừa dài vừa hay để cho mình có cái để coi.
chứ tập này là giờ mới bắt đầu qua phút thứ 10 thôi mà nó trừ lại 2 phút mình nói chuyện các bạn rồi. Rồi ok dứt rồi, giờ lá kia không phải là lá chống công. Ê chơi thiệt vậy luôn hả, ông con này hơi quý nha. Rồi xong, thấy ông mệt rồi đó, ông không úp cái lá nó thủy độn xuống là không có gì để chơi đâu. À ông à thì đó, ông có cái ông quên không để ý nữa, ông có cái lá này cho nên là ông mới dám chơi kiểu đó. Phải nói sao ông dám chơi, hóa ra là ông có lá này các bạn, ông để ý quên. À rồi ok, ông hay đấy các bạn. Nhưng mà bây giờ cái lá này nó sẽ phụ thuộc vào cái lá thổi chuyển sinh này nha. Ông mà để mất cái lá bài này là ông mất con quái luôn ấy. Nãy là đang sống tự do tự tại, bây giờ phải sống phụ thuộc vào cái lá bài trap này. Biết là rút được hai lá bài thì quý thiệt, nhưng mà cũng nên cân nhắc nhé. Con này thì sau một lượt thì tự động nó cộng lên, nó nói chung là nó khá giống với bản của Legacy mình chơi, sau một lượt tự động tăng gia tăng sức mạnh. Còn ở bên bản của Maric thì con này nó là thay cho con phù thủy búp chiên búp cho hệ bóng tối, còn phù thủy có cánh chim ấy. Rồi, vô là cũng hay đấy ông bạn. Rồi ok, nãy giờ thấy ổng xài Monster Deport để ổng phản ngược lại không là chủ yếu. Ổng mình để ý rồi nha, ông bạn mình ổng rất thích cái bình morphing này nha các bạn. Cái này là bình đó, cái bình này đó. À đó, ổng không bao giờ để cái bình nó bắn đâu. Ổng sẽ luôn cố gắng tận dụng cái lá bài này. Giờ mình ra cái lá one shot nữa thì ngồi ngon. Ôi trời thần ra. À rồi, tập này ổng muốn xài thần ra các bạn ơi. Rồi ổng hiến tế, ổng chấp nhận ổng bỏ ngàn ma, ổng phá banh lá bài đó phải ổng bắn phá ăn luôn à. Rồi thôi ok, một tràng pháo tay cho Pharah thần ra, không khác gì Maric mà thần ra này bá đạo hơn cả thần ra của Maric nữa. Thần ra của Maric chỉ đơn giản là một con quái công 4000 thủ 4000, còn thần ra này là thí ngàn máu cho một lá bài đối phương bay luôn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là series hợp tác giữa mình và bạn Okada Hanabira các bạn nhé. Ok, bye bye.